Gà gì mà đùi bé xíu thế này? Gà này khả năng cao là có vấn đề rồi. Combo tứ đại đùi gà của nhà Bắc Tuyết Diamond mới ra mắt, phải thử mới biết được. Nhìn đây, khi mua combo này sẽ được thêm một cái túi thạch có tên Sasuke nhưng hình là Naruto, còn bên trong là Dragon Ball. Lú thế nhỉ? Rồi ok, mình sẽ thử vị đầu tiên, đùi gà phô mai. Đây nó đây, mời cả nhà nhá. Giòn như ông dâu trắng, nó có cái vị hơi cay cay nhẹ nhá. Các bạn có thể thấy là ở cái đùi gà nó có dính một vài miếng ớt ở đây cho nên là ăn nó sẽ hơi cay nhẹ, nhưng cũng không phải là quá cay, cay kiểu hơi tê tê một chút thôi. Tiếp theo, đùi gà phô mai ngô. Cái này thì thơm hơn cái lúc nãy. Cái này nó không có ớt và không cay, nó thơm hơn. Nên bạn nào mà không thích kiểu ăn cay cay thì có thể ăn cây ngô, không ai ngô được nhá. Cũng khá là ngon đấy. Tiếp theo, đùi gà bơ sữa. Cái này ngửi mùi là thấy có ớt rồi đây này. Sao cảm giác ăn cái này giòn hơn ăn cái trước nhỉ? Chắc là do cái bột bên ngoài nó giòn hơn. Nó hơi cay nhẹ nhưng mà không cay bằng cái đầu tiên. Bạn nào mà thích kiểu bơ sữa thì ăn cái này được nhá. Vị cuối cùng, đùi gà rong biển. Trên cái đùi gà nó có rắc rắc mấy cái muối muối kiểu rong biển luôn này. Cái này hợp khẩu vị của mình nhá. Ngon. Được, cay được á. Ăn cũng được đấy, nhưng mà mình phát hiện ra là gà này có vấn đề rồi. Chắc là gà đột biến rồi. Đùi gà lại không có màu hồng nữa. Trừ 2 điểm.